Nãy giờ qua nhà Toàn mới thấy Toàn cuồng tới vậy luôn á. Bình thường là thấy một góc nhỏ nhỏ không à, giờ mới nhìn thấy là má ơi. Đúng rồi, nó cười. Biết mà. Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn biết hôm nay là ngày gì không? 29 tháng 11. Anh đang chờ anh Minh coi anh Minh có trả lời gì không? Minh, em có trả lời gì không Minh? Em đang tịnh tâm hả Minh? Nhà này cần cái gì mà em phải tịnh tâm vậy Minh? Hôm nay ngày ăn chay á. Ăn chay? Ăn chay nên em thiền hả? Dạ, còn hôm nay em chửi anh rồi. Em chửi á? Em định chửi vậy Minh, cứ chửi đi Minh. Những lời em nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Chán đi chứ. Một con người mà không nói bậy chửi thề còn gì là một con người Minh. Ừ. Em nghĩ sao mà anh Minh nói anh Minh là một người không bao giờ nói bậy chửi thề em. Sắp tới Giáng sinh rồi các bạn à. Nếu mà các bạn nào mà có bồ á, ở Sài Gòn, ở những thành phố lớn, những nơi mà trang trí Giáng sinh mà không dẫn người yêu mình đi chụp hình Giáng sinh á, là có lỗi lắm luôn á. Tối nay làm ba không với em đi Giáng sinh luôn á? Có, tối nay anh dẫn em đi chơi Giáng sinh sớm, có luôn. Bây giờ anh phải qua nhà một người em rất là đặc biệt, nên đi thôi bạn ơi. Chắc là các bạn dạo này gần đây coi mấy cái clip trước này cũng biết người em đó là ai rồi đúng không? Thì bây giờ qua nhà người em đó nha. Đó giờ người em mua nhà mới nhưng mà mình vẫn chưa ghé tham quan. Sẵn tiện thì thăm đứa cháu của mình luôn. Đứa cháu Chin Chin. Đi thôi. Bà xin đi, bà đang sệt đường. Mình đã tới nơi rồi. Đây, nhà của người em của mình. Mình đã tới nhà anh Upress này mọi người. Hiện tại là mình đang có mặt tại nhà của Upress, hay còn gọi là Toàn Tất. Và cái căn này thì là một căn chung cư ở quận 8. Để bây giờ mình sẽ quay view cho các bạn xem nha. Ở phía bên đây mình đang đứng view qua hướng quận 7. View hướng này là hướng qua quận 7 nha mọi người. Đây, ông bố bỉm sữa, đó là lý do mà tại sao đi đi gì ta? Đi Phú Quốc. Ý, đi Nam Du. À quên, đi đảo Nam Du. Là phải lật bật về. Đúng rồi, người ta đi 3 ngày 2 đêm. Thì Toàn cũng là 3 ngày luôn. Cũng 3 ngày. Anh là 3 ngày 3 đêm. Ừ, anh là 3 ngày 3 đêm. Còn Toàn thì chỉ có đi 3 ngày 2 đêm. Bữa sáng là 3 giờ chiều là phải dạy về rồi. Tập bồng đi. Tập bồng để làm gì? Mình tập bồng để mình thôi là tim mình nhiều đứa nít nữa. À, tưởng giữ dùm. Giữ dùm đó. Anh tưởng kêu là tập bồng đi năm sau làm đứa chứ chết. No. Chuẩn bị trước cho để khỏi bị bỡ ngỡ. Đúng rồi. Các bạn ơi đừng kêu mà mình cưới sớm có con sớm là mình chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Anh chú mà chỉ con cho anh chú bị stress. Đâu có đâu, anh có con anh sẽ chill hơn nữa. Anh thích làm việc nhà lắm em. Dạ, được á. Hỏi xin đi nè. Được. Anh thích làm việc nhà lắm. Anh giờ chỉ cần có em bé thôi là anh nghỉ YouTube và anh giao đó. Anh sẽ giao tất cả mọi công việc tài chính đồ này nọ cho Sunny. Và Sunny sẽ là một người đi kiếm tiền. À, đó ngược lại đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ đi kiếm tiền, anh ở nhà làm mà nó chờ. Anh sẽ làm một người chồng đảm đang. Trời, nhà là làm hết từ A tới Z. Bình thường giờ tôi cũng làm hết nhà từ A tới Z rồi. Giặt đồ, phơi đồ. Ừ, em xếp đồ. Mốt mà em làm kiếm tiền về á là anh xếp đồ cho em luôn. Ok luôn. Tối bắt đầu ngồi rảnh, ngồi stream như anh Độ rồi, ngồi nói chuyện chơi rồi. Talk show. Talk show rồi. Mình làm việc nhà như thế nè. Ok. Đây là không gian bếp nè các bạn, phòng khách. Rồi ở đây có một cái bàn tivi. Trên đây là bàn thờ. Đó, một cái không gian bé bé xinh xinh nhưng mà rất là ấm cúng. Đây là hình cưới của Toàn đây, các bạn còn nhớ cái clip mà mình quay đám cưới không? Có thể coi để đường link ở đây nha. Đây là nhà vệ sinh. À, phòng phơi đồ, còn bên đây nhà vệ sinh đúng không? Ủa vậy còn bên đây? À, bên đây là phòng vệ sinh. Ok. Đây, nhà này có hai phòng. Đây, một phòng. Một phòng. Phòng này phòng nhỏ hả? Phòng master, phòng nhỏ nè. À. Ok. Để mình quay góc này cho bạn thấy không gian nha. Nhà cửa. Rách. Đây, bật mí với em. Toàn là fan của mấy cái đó đó. Thứ nhất là adventure, thứ hai là mấy cái con mô hình. Giờ coi phòng Toàn trang trí cái gì nha. Đây góc làm việc.
Tại vì do em chuyển qua chuyển vô chuyển ăn vô. Trời ơi, các bạn nhìn thấy gì chưa? À, cái góc này là quay mấy clip reaction đúng không? Đúng rồi. Ba màn hình luôn. Tại vì giờ này em đang học thiết kế. Học nhiều thứ quá nha. Đúng rồi. Quá trời môn nhiều hình. Lắm. Đây là cái set này là set Naruto. Set Naruto. Còn set này set khác. Rồi có siêu nhiên điện quang. Rồi có Marble. Wow. Có vẻ Dam Boy. Rồi có vẻ như Toàn của chúng ta rất là thích mấy cái figure của Pop. Của mấy này rồi. Có khui ra không? Anh thấy bình thường người ta chưng là người ta bỏ hộp mà em giữ hộp tại luôn hả? Cái này nó quý một cái là cái hộp của nó sẽ dán tem limited. Nhưng cái tem này rất là hiếm. Tại vì cái gã anh mà gỡ con bóp này ra mà bán thì nó sẽ mất tầm 70% giá trị. Ừ. Nên em giữ hộp luôn. Đúng rồi. Quá xịn luôn. Còn có protector nữa nè, nên cái hộp nó sẽ bảo vệ. À, với lại mình để trong hộp này nó sẽ không có bụi vì mình chỉ cần lau một cái một thôi. Còn để mô hình thì mình vệ sinh rất là khó. Trời, Marilyn Mon. Biết bà này nè. Rồi, huyền thoại á. Huyền thoại. Rồi biết mốt sinh nhật Toàn đồ tặng gì luôn rồi đó. Em còn thiếu cái gì? Ý, Jin Saka là trong God of Surima. Đúng rồi, trong cái series game PS4. Nè Jin Alice in Wonderland. Đúng rồi. Nói giờ qua nhà Toàn mới thấy Toàn cuồng tới vậy luôn á. Bình thường là thấy một góc nhỏ nhỏ không à. Giờ mới nhìn thấy là áo ơi, quá trời bự luôn. Toàn coi mấy bên đây nè. Bên đây là có Dragon Ball nè. Và một cái bự luôn. Ủa này siêu nhân gì vậy? Cái này là trong phim My Hero Academy. Rồi không biết luôn. Còn đó con này mồi in lận. Rồi bên đây là có Yu-Gi-Oh nè. Yu-Gi-Oh. Một cái này khoảng bao nhiêu em? 500 ngàn không? Không, 300, 280, 300. Những cái tem, những cái con nào mà có tem vậy nè, 50 mắt. Đúng rồi, giống như cái cặp này là hồi trước em mua chỉ có 1 triệu 2 thôi. Nhưng mà bây giờ nó lên 2 triệu mấy rồi. Ghê, sưu tầm figure lên giá luôn. Đúng rồi, giống như cái con củ vĩ màu vàng á là giờ không ai bán luôn. Tại nếu có bán là bán giá cực mắc. Tại vì nó là limited. Toàn, em biết là anh quay clip này á, nhìn cái bộ mô hình này anh nhớ đến ai không? Nhớ anh Minh. Đúng rồi, chính xác. Anh Minh có vàng figure 300 triệu à. Em thì không tới đó đâu, tại chơi này rẻ hơn. Cái này rẻ hơn vàng figure của anh Minh chơi Dragon Ball. Đúng rồi, đây Dragon Ball, góc Dragon Ball nhỏ. Ông quá xịn luôn. Đây, hy vọng là anh Minh có thể coi lại cái clip này. Và còn nhớ là toàn tất. Này là gì? Kiểu mà sưu tầm á, nhưng mà vẫn không có nhiệm vụ. Sưu tầm bình sữa anh à? Sưu tầm bình sữa hả? À, anh nhìn vô đây, anh thấy là mấy cái multivitamin của anh Minh bán nè, đúng không? Đây các bạn thấy chưa, mặc dù là ông bố biển sữa nhưng vẫn có sở thích sưu tầm. Nói chung là tầm lâu lắm rồi nè. Em sưu tầm từ những con xưa lắc xưa lơ xong rồi tư sưu tầm tới giờ. À, thấy không, con trai là không bao giờ lớn. Đúng rồi, mặc dù là trở thành ông bố rồi nhưng mà vẫn thích chơi đồ chơi, chơi mô hình. À, con trai là không bao giờ lớn các bạn. Mốt mà con em lớn á, nó sẽ được kế thừa. Em giấu hết. Ủa sao? Sao em giấu? Thì trong khoảng thời gian tầm 1-2 tuổi nữa là nít là cái thời đó, là cái thời chỉ có xé thôi, gặp gì xé đó. Em sẽ giấu hết. Đúng rồi, em giấu hết. Em dự tính rồi, em sẽ làm kể rất là cao không thể nào mà giới tới. Dù cho có bắt ghế cũng giới tới. Hợp lý nha. Đúng rồi đó. Rồi xong rồi tới lúc mà lớn rồi không, hãy truyền lại. Được luôn. Đó là kế thừa. Đúng rồi, lớn cái Toàn, mở kênh YouTube của em đi. Kênh YouTube của em hả? Ừ, một phút quảng cáo. Em thích quảng cáo kênh nào em quảng cáo. Anh cho em quảng cáo luôn. Đây. Ok, em người ta biết cái này em nhiều rồi mà. Đây. Đây, giới thiệu cho bạn nào mà chưa biết Toàn Tất, chưa biết Upgrade thì các bạn nhớ subscribe, đăng ký, ủng hộ kênh Upgrade nha các bạn. Mà không nhận thiệt, nhiều người không biết em thiệt. Đó, nhiều người sẽ biết ở ngoài thôi. Thì cứ, bởi vậy cứ một phút dành cho quảng cáo đây. Đó. Giống như nhiều người còn chưa biết tới giờ em đám cưới luôn. Nhớ đăng ký nha. 600 nghìn rồi. Một tuổi còn chưa nghe mà. Thử ghẹo kìa. À. Đúng rồi, nó cười. Biết mà. Các bạn ơi, và hiện tại là mình đã ra khỏi nhà Toàn. Và các bạn thấy ai trước mặt mình không? Là bé Gấu. Tụi mình vừa đi đón bé Gấu. Và tối nay sẽ đi vòng vòng chơi. Không thấy ba mẹ đâu. Ba mẹ chưa về. Em thấy không? Ai cũng có nhà riêng hết. Mà vợ chồng mình thì vẫn còn phải ở tụi mình. Đúng. Tụi mình vẫn phải ở nhà thuê. Đúng rồi. Tụi mình làm gì có tiền mà mua nhà đâu. Ông Vi
khi nào mà cưới nhau thì mới mua nhà rồi. Không biết là chừng nào có tiền mới có thể mua nhà nữa. Giờ này người ta có con bồng, tôi cũng có con nữa. Ngày nào tối nào cũng chở con đi chơi. Tối nào cũng phải chở con đi chơi cực lắm. Đây con đó. Các bạn ơi, thì tới Sư Vạn Hạnh rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vô ăn quán cơm New. Thì cái quán này á, hồi đợt trước TV Đích Lép có dẫn mình rồi. Mình thấy là quán này ăn ngon lắm. Sẵn dịp bả thèm cơm New á nên dẫn bả vào. Bả đang bên trong kìa, do đờ thôi. Ê thôi, mình chọn canh đi. Món canh nè. Canh xà lách kìa. Một trứng sốt bơ tỏi, một trứng sốt Singapore. Đang ngồi chờ đồ ăn và phải tranh thủ lấy điện thoại ra để tự cài view cho chính mình. Bởi vậy làm YouTube khổ lắm. Các bạn nào xem clip của tôi á, nhớ cài view cho tôi, nhớ nhấn like để ủng hộ cho tôi nha. Dạo này gần Tết rồi, năm nay năm Covid đúng thiếu thốn luôn. Xong rồi và tối nay thì tụi mình sẽ xem phim. Trời ơi, lâu lắm rồi anh mới cho em đi xem phim á. Không hề. Các bạn ơi, đây là cuối tuần tụi mình đi chơi. Thì các bạn thấy phía sau lưng mình không? Vạn Hạnh Mall. Trời ơi, nó đông dã man luôn á. Và giờ này thì mình thấy là trang trí Giáng sinh rồi, đông dã man luôn. Cuối có điều đặc biệt gì? Mưa. Mưa. Cuối tuần đi chơi mà gặp mưa là thấy hên rồi đó. Hên dễ sợ luôn. Các bạn ơi, và hiện tại thì hai đứa tụi mình cũng đã xem phim xong rồi. Thật sự thì phim tụi mình xem có tên gì em? Gia Đình Cool. Cái phim này mình thấy là rất là vui, độ tuổi nào xem cũng được á. Và mình không hiểu sao bà Sunny bà chọn một cái con đường đi. Em định chui qua. Em thấy phim này sao? Phim này hay, vui, tếu. Và đặc biệt coi xong sẽ chỉ ra được mấy tuổi. Vậy luôn. Bạn nào mà cảm thấy stress quá hay là buồn quá thì hãy đi xem phim này. Rất là phù hợp không khí Giáng sinh các bạn à. Độ tuổi nào cũng xem được, tại vì phim hoạt hình mà. Bây giờ tụi mình sẽ về nhà và đón bé gấu. Nãy giờ để xe đây không biết có mưa ướt nóng bảo hiểm không ta? Không có mưa. Các bạn thấy bên đường là bé gấu không? Bây giờ để mình chạy qua thử coi cảm giác của nó như thế nào khi mà nhìn thấy tụi mình nha. Nhưng mà nó nhìn không thấy rõ, nó đang vân vân là không biết phải cười. Qua đây nó kêu rồi kìa. Ướt. Phải không? Phải không? Phải ba ông gấu. Phải lên nha. Ẩm lên. Trời ơi, đi có vài tiếng mà mừng dữ rồi, coi chân rồi. Ba để ra để coi chân ha. Coi chân đánh ha. Ôi. Có quèo. Người ta đi coi phim mới có 2 tiếng à. Coi phim hả? Đi coi phim 2 tiếng à. Giờ chuẩn về tới nhà rồi các bạn ơi. Và đây là món ăn yêu thích của bé gấu. Trứng vịt lộn. Tối nào cũng ăn một quả. Ăn vịt lộn sẽ lông mượt đúng không em? Đây là nét mặt của một đứa đang chờ đợi đồ ăn nè các bạn. Bạn thấy không? Mỗi lần mà nó nghe mùi hộp vịt lộn là nó ghiền dữ lắm. Kế bên là con súp. Súp đựng dành ăn với anh nha. Mắc công tí hồi anh đấm á.